Nguyễn Văn Tùng nha. Hello, chào buổi sáng. Buổi sáng mình xin lỗi, mình cuối tuần mình ngồi vài cái vườn cây mình trò chuyện một xíu nha. Này không chửi nha, sáng sớm mà đợi xíu. Bên đây mình nói chuyện với các bạn thôi. Giờ này ở bên Việt Nam thì chắc họ còn ngủ. À, Trần Nam, ok. Uống cà phê xíu nha. Cái tay lấy bao hộp xích xù với con. Trời, giờ 21 người à. Chấp anh là cái gì anh? Nghe rõ không? Nghe rõ không? Bà con nghe rõ phải không? Âm thanh tốt phải không? Bởi vậy, bây giờ Henry cũng có tí xíu tâm sự thôi, chứ không có phải là phẫn nộ hay giận dữ gì cả. Invite Victoria, chào luôn nha. Thank you con nè. Bây giờ các bạn thấy, bây giờ á, Henry nói cho các bạn nghe không? Henry đã, các bạn có biết về hoàn cảnh Henry nhiều rồi. Henry thấy cái chế độ cộng sản á, các bạn đang ở á, mình đang nói riêng người Việt Nam ở trên ở Việt Nam riêng đó, cái chế độ cộng sản đó nó bắt buộc nó phải có cái đám nhồi sọ và cái ban tiên giáo, phải nói chung phải có. Cái đám đó là cái đám khủng khố. Nó khủng khố, nó kiềm chế cái xã hội Việt Nam. Nó kèm dậy sớm ha, giờ này cũng 7-8 giờ mà không biết. Nó kèm kế cái xã hội Việt Nam, nó kèm chế cái dư luận Việt Nam, và coi như là nó phá phách những cái dư luận. Và nhưng mà một cái quốc gia nào, để Henry giải thích cho các bạn nghe, khi một cái quốc gia nào bị cái kèm chế cái tình trạng như vậy rồi, thì chắc chắn Việt Nam sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi. Nó không bao giờ nó buông. Tại vì nó nắm quyền, nắm thế, nó không bao giờ nó buông những cái quyền hành đó. Cho dù bây giờ cái vận mệnh quốc gia đó nó đã gần vô tay của Tàu Khựa rồi, các bạn thấy. Chứ các bạn thấy là những anh em nước ngoài á, từ lúc mà có Facebook tới giờ, làm livestream cho các anh em ở trong nước thấy đó, cuộc sống của anh em nước ngoài không phải là giàu sang gì, cũng toàn là dân lao động không. Tất cả là đều lao động. Mà sao các bạn thấy là người dân, ai cũng vậy, người dân với người dân, đâu có ai làm chức quyền gì đâu, mà họ vẫn hưởng được một cái cuộc sống rất là an nhàn. Bận rộn trong công việc thiệt. Tại vì xã hội nào cũng phải làm cho con người bận rộn, để họ làm lụng, họ có đóng thuế má, để đóng góp xã hội. Nhưng sau đó là những tài sản, những vật chất gì họ đều được bù đắp sau những giờ làm việc của họ. Nhưng mà đi ăn nhà hàng chưa ha? Tối cuối tuần ăn. Tối nay mình đi ăn. Mình ăn cho mấy cái thằng bưng bô cộng sản, cho mấy cái thằng mà nói mình lưu vong á, bao que lưu vong á, tao cho tụi bay thấy. Mình nói sáng sớm đây mình chưa vô đời chửi tụi nó thôi. Cái đám á, mấy cái đứa mà đổ lâu á, là Henry á, lên livestream mà nó chọt vô bao que đó, Henry biết nó không phải là dư luận viên, các bạn hiểu không? Nhưng chẳng may nó cũng là một người dân như Henry vậy đó, và những người dân khác ở Việt Nam. Nhưng chẳng may nó ở trong một cái chế độ đó, nó bị nhồi sọ, nó bị một cái bức màn che đi. Các bạn biết những người đó, những người ở Việt Nam đó cũng là cùng dòng máu của Henry, cũng dùng đồng máu dân tộc Việt Nam mình, nhưng mà họ sống trong một cái bức màn che, họ cố chấp. Họ không có chịu mở cái bức màn đó ra để nhìn thấy Henry cũng là một người dân tộc họ. Henry đâu có giỏi hơn họ đâu. Thậm chí họ còn ở Việt Nam, họ còn học cao hơn Henry nữa. Thấy không? Mà tại sao cuộc sống họ lại bị bần cùng như vậy? Thấy không? Cuộc sống họ bị thiếu thốn như vậy. Cho nên khi họ thấy Henry làm như vậy, con người ai cũng phải có cái lòng ganh tị. Và có người thích và có người không thích. Có người thích Henry và có người không thích Henry. Cái chuyện đó xã hội đồng ý. Nhưng chỉ một điều như vậy thôi. Bây giờ mình bỏ chữ thích hay không thích qua một bên, mà làm con người mà không lúc nào cũng phải cái chảy cái chữ thù ghét, hay là mình thích hay mình không thích. Nhưng mình phải đẩy một cái chữ gọi là nó rõ ràng và quang minh và chính đại. Bây giờ Henry với một người đó, mà cái thằng nào nó bỏ một cái chữ lâu lâu, mình lên là chỉ bỏ mày bao que, mày bán lưu vong,
nói chuyện giống như con nít. Con nít rồi thì mình thông cảm được, mình lớn rồi, mình qua tuổi trưởng thành, mình có vợ có con rồi, mình nói chuyện phải rõ ràng. Là Hany đang nói những người đó đó, họ sống trong một cái xã hội Việt Nam, cho dù không có, họ không có cơ hội ra nước ngoài, họ sống trong một cái bức màn bị cộng sản nó kéo, cái bức màn đó họ vòng vòng ở trong nước rồi họ bơm lên là một cái xã hội chủ nghĩa nó như vậy. Rồi có những lần trục trặc rắc rối trong vấn đề kinh tế quân sự thì đó, thì họ đổ thừa tại bị thì là rồi tiếp tục rồi cứ đưa ra kiểm điểm, rồi lâu lâu nói cách chức mà không thấy cách chức đâu cả. Mấy thằng quan tham không thấy cách chức đâu cả, nó dời qua chỗ bộ phận khác, nó đi công tác tiếp, rồi nó có tiền nó mua chức tiếp, rồi bắt đầu nó làm tiếp, nó đục khoét tiếp, cứ là một cái chạy một cái vòng vòng cộng sản như vậy. Vì vậy cho nên cái bộ não của những người đó, mình nói xin lỗi, nói thì càng bị ghét, càng bị ảnh hưởng. Nhưng mà bắt buộc trên cái truyền thông mình phải nói thẳng như vậy để thỉnh thoảng họ nghĩ lại chứ, bạn hiểu không? Đừng nói họ lúc này họ cắm đầu cắm cổ vô cái đảng thú quốc đó, bắt buộc họ phải tự hiểu lại là tại vì mình đang nói riêng ở đây là tụi Tàu Khựa nó cũng là một dân tộc thôi, nó cũng chẳng khác biệt gì mình, thấy không? Nó cũng chẳng khác biệt gì. Mà Henry đó thiệt, tại mấy người ở đó đó không hiểu, không hiểu. Người Tàu cũng có nhiều người Tàu lắm, thấy không? Tàu giống như người người miền Bắc vậy đó, Bắc trước 75 rồi Bắc sau 75 rồi Bắc cộng thì đủ thứ, mình thì tụi nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mình nói đây một điều, cái đám Tàu mà Trung Quốc sau này đó mà lớn lên trong cái xã hội cộng sản của Tập Cận Bình đó, bị thằng cộng sản nó nhồi sọ đó, cộng sản Trung Quốc nó nhồi sọ, nó cũng chẳng khác gì người Việt mình lớn lên trong cái xã hội cộng sản Việt Nam và bị nhồi sọ, chẳng chẳng khác gì cái đám Bắc, cái đám mà tụi cà Tàu đó cả. Cho nên khi những cái hành động của tụi nó đi qua nước khác, như qua nước Henry ở, nó khác biệt, cái người Tàu khác liền, cái người Tàu mà di dân qua đây lâu trước. Cho nên khi mà vậy Henry nhìn những thằng đó, Henry thấy nó không có dám hống hách một tí xíu nào, nó rất là chicken. Henry thử nhiều lần luôn đó, Henry thử coi như là mình làm con người mất lịch sự luôn đó, mình thử thôi chứ không phải là mình con người mình như vậy. Nó đi nó xếp ném, nó né đường mình đi liền, đi ngoài đường gặp tụi nó hoài. Nó cầm cái điếu thuốc nhìn thấy ghét lắm, phải không? Ok, ghét ghét, giống như mấy cái thằng Tàu cầm mấy cái điếu thuốc vậy các bạn, biết không? Mình phang cho nó luôn, mình đi mày tránh đường tao đi, coi tránh ra đây mình đem đi, mình thử á. Thay vậy, ví dụ như mình đi Henry đi, ví dụ như có người nào cản đường tay á thì mình nói excuse me, mày xin lỗi, mình nói lịch sự, mày cho tao đi qua thì nó cũng tránh cho mình đi ra. Còn mấy thằng Tàu á, Henry phang thẳng luôn, Henry nói cái đó biến đi, nó sợ sợ nó đi 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 đi, nó không dám làm một tí xíu gì mình hết á. Mình không hỏi, mình không hiểu tại sao mà nó vô cái lãnh thổ Việt Nam mình, nó phải đè đầu cởi cổ dân tộc Việt Nam mình, trong cái thằng đó không ra gì, chẳng ra gì cả. Bởi vì cái đám tụi bay chửi tao, tụi bay ngu, tụi bay đéo biết cái gì đâu. Mày tưởng tao lên Facebook này tao láo cá, tao làm bị anh hùng? Không có, tao không có làm điều đó đâu. Tao đem cái thông tin về, tao đem cái tâm lý về cho tụi bay nghe. Mấy cái thằng đạt cái việc vision luôn đó, tao nói mày cái đám đậu mẹ súc vật đó, tụi bay ngu. Tụi bay muốn lên đài mà yêu đảng, yêu bác, yêu cái chó gì á là chuyện của tụi bay, phải không? Nhưng mày yêu á, mày yêu á thì mày vẫn yêu đi, mày đừng đem thêm một cái thằng súc vật nữa là thằng Tàu Khựa lên mà tiếp tục mày yêu nữa. Dân tộc Việt Nam á, vì tụi bay á đem cái thằng độ mấy hồ chó đẻ vô yêu hết 42 năm nay đó, miền Bắc còn mấy chục năm nữa, yêu quá rồi, độ nó bây giờ nghèo tụt hậu thứ nhất thứ nhì trên thế giới luôn, tụt hậu đó chứ không phải là ổ máy tiến bộ đâu. Mày giờ cái chữ tiến bộ tụt hậu nó khác nha mấy thằng súc vật vision, ngồi đó độ mẹ rảnh háng lên độ phải
truyền thông nói trời nói đất, nói lịch sử thời buổi này nói máy chém ông Diệm xưa rồi súc vật, cái máy chém ông Diệm dân chúng nó biết hết trơn rồi, đừng có ở đây đủ má tiếp tục nói chuyện nhồi sọ. Mình Henry nghĩ không lẽ dân tộc Việt Nam mình đồng ý không có giỏi nhất nhì trên thế giới được. Nhưng hồi xưa đó, dân tộc Việt Nam mình, cái IQ của Việt Nam mình nó cũng phải có hàng có vé ở trong ở quốc tế vậy. Bởi vậy khi các bạn thấy khi cái thời Việt Nam Cộng hòa, những cái người Việt Nam Cộng hòa như ông Thiệu hay là ông Diệm đồ khi họ qua Mỹ, tuy cái thời Việt Nam Cộng hòa họ có 20 năm thôi. Họ qua ông qua Mỹ, các bạn thấy người ta giao thiệp và những cố vấn Mỹ, những quan chức Mỹ người ta đón tiếp như thế nào. Bây giờ các bạn nhìn lên truyền thông đi. Mấy cái thằng súc vật cộng sản nó qua Mỹ, nó đi nó hầu, nó đi giống như thằng xin ăn, xin viện trợ, giống như cái thằng lộn nó đang chờ chết rồi, mày ra đây mày tìm gì tao. Là các bạn biết. Nhưng mà nó về, khi nó về nhà nó hùng hổ lắm. Hằng ngày Henry thấy tụi nó củng cố thêm cái đám cảnh sát cơ động, áo giáp, helmet che lại, gậy gọc, lựu đạn cai, để nó là chống đối người dân, để nó tiếp tục nó ăn hiếp người dân. Bởi vậy một cái chế độ tụi bay, hằng ngày tao tức tao phải chửi là vậy. Tao biết tao chửi không có làm được gì tụi bay đâu. Nhưng người dân người ta đợi đó. Đồ má mày, mấy cái thằng cơ động tụi bay, mấy súc vật tụi bay cũng có phần trong đây bán nước là mấy thằng mày đó. Ngu đủ mẹ ngu vừa vừa thôi. Tao nói cho tụi bay nghe là cơ động, cảnh sát cơ động đó, tao bỏ nhiều cảnh sát quá, nhiều cảnh sát quá, tao bỏ đi cảnh sát đi. Hôm nay tao nói đi cảnh sát cơ động luôn. Tụi bay cũng như tao, tao cũng như tụi bay, đều là một dân tộc Việt Nam cả, phải không? Tao nói thiệt, nếu mà bạo lực đó, tụi bay đó và tao đó, thằng nào đụng tới tao đó, đụ má tao chơi tới cùng đó. Không cần phải cái mát cơ động, hiểu không? Tao ra ngoài đường á, ở xứ này nó có đủ pháp luật nè, thằng nào mà đụng tới tao là tao cũng chơi nó tới luôn. Thì tụi bay cũng vậy đúng không? Tao tự hỏi tụi bay á, nếu cái nghề sống của tụi bay á, hai chén cơm á, ngoài cái nghề đánh đập ra, tụi bay có cái nghề nào chọn nghề khác để sống không? Tao nói thiệt, nếu mà mày có cái nghề bạo lực á, nếu cái nghề cái bản chất mày là muốn bạo lực đó, thì mày ra mày làm giang hồ, chấp nhận xã hội đen, phải không? Còn nếu mày không muốn làm bạo, mày muốn mày làm một con người rồi đóng góp cho xã hội, đóng góp cho chính quyền, giờ mày dựa mày vô mày kiếm cơm mày làm những cái nghề độ má cơ động đó, mày nhìn mày đứng mày bận cái bộ đồ áo giáp của tụi bay đi, mày nhìn lại mày khi mày bận nguyên một bộ đồ áo giáp mà do thằng Trung Quốc nó cung cấp tụi bay đó, nó đéo có tốt lành gì đâu. Mày soi gương đi, mày soi gương lại, mày nhìn lại mày là cái con hình gì, nó còn nhục hơn cái thằng ăn cướp. Mày biết tụi bay cố gắng, tụi bay soi gương lại cái lúc thời gian này là Việt Nam thiệt sự. Nếu người nào thằng nào đứng sau lưng đó mà cung cấp cho mày những cái hỗ trợ, những cái vỏ chan đó đó, để mày giữ lấy đất nước, để mày bảo vệ gia đình, phải không? Gia đình là gia đình lớn đó, là những người cùng cất tiếng nói với tụi bay đó, mới đúng là một thằng thanh niên đại trượng phu. Mày bảo vệ cho gia đình mày xong, mày bảo vệ hàng xóm láng giềng, mày bảo vệ mày chống lại cái cường hào hát bá. Đó là bản chất một dân tộc. Dân tộc nào cũng vậy hết, không phải riêng dân tộc Việt Nam. Tao đi bên Úc này, ba sống bên nước ngoài này, nếu tao cà chớn với cái đám Lebanon á, là Lebanon, hay tao cà chớn với những cái thằng Thái Lan, nó cũng quýnh tao như hụ má, nó như con hủi luôn. Nó phải bảo vệ đồ mấy dân tộc đó chứ, phải không? Thì ngược lại tụi bay cũng vậy. Cái kiếp tụi bay sanh ra lớn lên và đang nói tiếng Việt Nam,
thì cái người tôi bay là thanh niên lực lưỡng. Cái lý lẽ của tôi bay là phải bảo vệ người đồng loại của mày đang nói tiếng Việt Nam trước. Cho dù Việt Nam kinh tế nó khổ, nó sụp tới cỡ nào cũng vậy, nhưng Việt Nam vẫn còn đất đai trồng trọt, vẫn còn đất đai nuôi trồng, vẫn còn đất đai để đánh bắt. Mình không có đói. Và nhìn lại gương tụi bay bằng những cái áo đó, cung Trung Quốc nó cung cấp cho tụi bay đó. Tụi bay soi gương lại, bắt buộc tụi bay làm việc, tụi bay làm nhiệm vụ, tụi bay về nhà, tụi bay cũng phải về với vợ với con mày, phải không? Và những cái đường, cái ngày tương lai đó, con mày nó lớn lên đó, vợ mày nó già thêm nữa, cả đều phải theo cái luật tuần hoàn của thiên nguyên thủy của nó. Thì mày nghĩ lại coi, cái hành động của tụi bay đó đang bảo vệ một cái độ chính quyền nó hà khắc, một cái thằng giặc ngoại bang nó muốn xâm lăng đó, còn đức đã chiếu cố cho cái đám con mày sống lớn lên như tàu. Tụi bay biết mà, sao tụi bay không biết được chuyện hiện tình như thế nào nó xảy ra? Tụi bay đang biết tụi bay cầm cái người cái dùi cui nó đánh vô người dân á, tay người ta không có một tấc sắt. Tụi bay cứ tưởng tượng đi, một ngày nào đó đó tụi bay cầm dùi cui đánh vô dân đó, trong 10 người dân đó đó có một người dân đó có một cây súng thôi, mày nghĩ họ bắn lại mày coi mày nghĩ như thế nào? Trong 10 người dân đó đó có một người đó là bà con thân thuộc với mày, họ đang trà trộn trong cái đám đó, đó. Thì mày nghĩ như thế nào? Bởi vậy thời đại bây giờ tụi bay nghĩ lại nè, tao nói tụi bay cũng ghét tao lắm, thiên hạ đều ghét tao rồi, tao không mang. Thời đại bây giờ á, con người ta sống á, mày biết á, những cái thông tin, những cái phone mày xài á, những cái phương tiện mày đang có mày xài để cho nó tiện nghi, nó không phải cần tốn thời gian và sức khỏe. Hồi xưa thì cái dụng cụ nó thô sơ, bây giờ dụng cụ nó máy móc không. Những cái thứ đó đó là do con người nó sản xuất ra, do những cái trí não thông minh của con người nào nó có nguyên, nó có để nó tạo ra những cái thứ đó để nó giúp cho con người đỡ tốn thời gian và sức lực, sức lao động, để dành những cái thời gian đó họ nghỉ ngơi hay họ vui đùa với gia đình của họ. Ai cũng phải có gia đình cả, chứ không đâu bù đầu dù cổ làm cái công việc đó. Công việc người ta làm có một tiếng đồng hồ, ủa má mày không có máy móc mày làm tới một ngày mới xong thì là người ta ăn học. Người ta làm những thứ đó đó là để giúp cho nhân loại có thời gian và kinh tế nữa, kinh tế nó phát triển. Còn cái đám tụi bay á, hành động của tụi bay á, nó không có thông minh tí xíu nào, thậm chí nó cả ngu ngốc nữa. Tụi bay sống lớn lên chẳng cần học gì hết, đơn giản phát cho bộ đồ áo giáp, cái nón heo mịt vô, đưa cái dùi cui dụ mới dài cả thước vậy, chơi thêm mấy trái lựu đạn cay nữa, mày đánh vô những cái người dân đó, đó. Trong những cái người dân đó đó sẽ có người dân trí kiến thức, họ có đủ khả năng chế tạo ra những thứ tao nói đó để giúp cho cái xã hội mày, cái phone mày đang xài, cái tivi mày đang coi, cái computer của mày đang xài ở nhà là do những người dân đó làm ra đó. Tụi bay dùng cái hành động thô bỉ bạo lực để thế giới nó phản ảnh, thế giới nó ghét. Cái đó là mất đi nhân quyền đó. Tụi bay đã đi quá xa rồi. Nhân quyền đó, mày đánh vô người ta, mày đánh vô nhân mạng người ta, mày đánh vô những bậc chú bác, mày đánh vô những người dân thấp cổ bé mẹ, cả đời họ không biết một cái thứ nhân quyền là gì.
mày cứ tiếp tục mày đánh, mày cứ tiếp tục mày đập theo một cái chỉ thị. Vậy tụi bay sống lên làm người, tụi bay quá mù quáng. Tụi bay mất mẹ nó dân tộc Việt Nam rồi. Dân tộc Việt Nam, tao nói riêng, cho dù khắp năm châu, tao ở bên nước ngoài này, tao ra ngoài đường người Việt Nam đó, đầu tiên tao ưu tiên trước cho người Việt Nam đó. Họ bị ăn hiếp ngoài đường, họ bị mấy thằng bản sắc của dân tộc khác mà ăn hiếp ngoài đường. Cái đầu tiên là tao lại tao bảo vệ cho họ trước. Tại vì dân số ở Việt Nam, ở nước ngoài này họ phải có giới hạn. Khi mình sống trong một cái cộng đồng mà cái người nào nó nói tiếng Việt Nam với mình bảo vệ họ trước. Rồi mình mới hỏi, mình mới biết, mình tìm hiểu họ là họ quấy hay là họ đúng hay là họ sai. Nếu mà hành động họ sai thì mình phải buông tay. Còn nếu mà họ bị ăn hiếp, ba bốn thằng Tây nó quýnh họ cùng một lúc, vì cái dân tộc đó tao phải nhảy vô tao can thiệp, cho dù tao phải va chạm với những cái bạo lực đó. Đó là tụi tao sống nước ngoài như vậy đó. Không có một thằng Tây nào, một thằng người khác dân tộc nào mà xuống khu người Việt tao ở mà quậy được đó. Tao nói cho tụi bay mấy cơ động, tụi nó xuống, tụi nó vô, tụi nó phải đi đàng hoàng. Cà chớn là độ má dân Việt Nam nó đánh chết mẹ luôn đó. Tao nói cho mày nghe, tụi tao sống bên đây như vậy đó, mày đừng có nói tụi tao là độ má lưu vong. Còn cái đám tụi bay lớn lên sức khỏe đầy đủ, trí tuệ trí não đầy đủ, không làm được điều đó. Bởi vậy mày nghĩ cái thế hệ con cháu của mày á, nó lớn lên ai sẽ dạy dỗ cho nó là một con người? Mày nghĩ lẽ con người suốt ngày cứ cầm cây cầm gậy đi quýnh người ta hoài sao? Cái xã hội gì mà kỳ vậy? Cái xã hội nó không có công khỏi là không có yên bình, phải để cho con mày cứ cái xã hội là tao nói mày nghe nè, tao nói đơn giản vậy thôi. Một cái đứa trẻ mày phải để con mày đó, tao đang nói con mày luôn đó, là tại vì cái con mày là dòng máu của mày, thì là cái dòng máu đó mày phải đặt lên sự đầu tiên ấy. Còn dân thiên hạ, người dân nước lã mày không quan tâm, tại vì cái đám chó đẻ đó nó thổi tao tai sao tao hay quá tao không biết. Mày lớn trong xã hội á, cái bộ não không có được bình thường. Cái bộ não ra đường, mẹ công an bắt, mẹ công an quýnh, nói công an nó mời lên phường. Cái bộ não bị cái hệ thống cộng sản nó siết chặt thành một cái nỗi sợ. Con nít mà, trẻ tuổi mà khi nó vượt qua cái nỗi sợ đó, nó bạo lực, nó chống lại đó, thì tụi bay bắt bớ, tụi bay bỏ tù, bỏ tù tiêu mẹ đời người ta rồi. Thời gian mày cầm tù mày biết là độ mới mất mẹ thời gian ăn học rồi. Càng cầm tù nhiều thì những nhân tài càng đổ má bị mất ở trong tù, thì không cộng sản, cái đám độ mấy nó nhồi sọ mày, nó súc sinh, nó sống ngoài xã hội, nó hoành hành nhiều hơn nữa. Thì xã hội Việt Nam nó như thế nào? Mày phải để cho con người ta phát triển. Người nào có tài, người nào có tự nhiên nó phát triển, họ phát triển, họ ăn học, họ có cơ hội, họ đóng góp trong cái cuộc sống đó. Tụi bay biết mở miệng, tụi bay nói, tụi bay xài iPhone mà, tụi bay xài cái mạng Facebook mà. Đó, đó là những người đó người ta tạo ra được như vậy. Mày nghĩ đi, nếu cái anh mà bên Mỹ mà cái người Do Thái ảnh sống trong cái chế độ cộng sản này đi, ảnh có thể phát triển được cái tư tưởng Facebook này không, YouTube không? Người ta làm ra cái mà thấy truyền thông nguy hiểm quá, ô má mày nhốt tù mẹ nó người ta, thì giờ này tụi bay có cái phone rồi mày xài. Không lẽ ổ má sống có sản xuất ra mấy cái dùi cua với cái lựu đạn cay với mấy bộ áo giáp để quýnh đập người ta không? Nhà bác học, nhà kỹ sư người ta chế tạo ra cái gì? Bởi vậy tao thấy đa số tao lên đây tao nói chuyện, tao nói xin lỗi, tao đụng chạm với người miền Bắc, tao không hết. Nhưng mà cái đám bắt cộng tụi bay mất dạy, tao nói thẳng, người miền Nam có nhiều vậy đâu.
Bắt đâu có sợ ở đây đâu. Tớ thiệt, bắt cỡ nào bắt gì tùy. Còn đủ má bắt cộng không có sợ đâu. Đủ mẹ dám dám xuống khu tao không? Nói thì mình không muốn phân biệt vùng miền, nhưng mà mày giải vô nói những chuyện thụ má thấy vô ý nghĩa, thấy mất lịch sự. Rồi nó chửi mình là thằng ăn không ăn học, xàm lồn xàm lít gì. Mẹ nói chuyện vậy. Mày giỏi mày đi nói chuyện thằng Trung Quốc đó, xàm xí đú gì đi. Tao không có nói đụng chạm, tụi bay muốn chơi á là tụi bay đậu má chơi thằng Trung Quốc á, thằng Tàu đó chơi với tao nè, tao với mày cùng chơi nó nè. Đậu má mày với tao nói tiếng Việt Nam nè, cho dù mày sống miền Bắc không sao hết á, tao miền Nam cũng chẳng sao hết. Đậu mày đập nó xong đi, và về nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy làm, dám không? Bởi vậy các bạn thấy mình, tôi ở phương Tây này, tôi buổi sáng nè tôi ngồi tôi yên bình, các bạn thấy tôi thảnh thơi, đâu có thằng nào lại dòm ngó tôi, uy hiếp được tôi, khủng bố được Henry, phải không? Mà tại sao dân Việt Nam hàng ngày họ lại sống trong một cái cảnh sợ sệt, bắt bớ tù đày, còn trả giá được bao lâu nữa? Những cái chuyện gì nó không có liên quan gì chính trị họ cũng bắt bớ, họ cảm giác họ nói lên thôi là bị bắt bớ tù đày, những cái nhân tài bị bắt hết rồi thì cái dân tộc, cái thế giới, cái nước Việt Nam nói riêng ngày qua ngày như thế giờ làm sao mà có những cái nhân vật mà để phát triển về vấn đề trí tuệ được, không có thời gian ăn học, trường học không có dạy, thời gian không có phát minh ra được một cái thứ gì cả, không có đóng góp được cái thứ gì cho nó. Bởi vậy khi mà lớn lên bắt đầu cái nhu cầu đồ quần áo xe cổ tiền bạc để xài thì họ bẻ, họ đi đường tắt, họ bẻ qua cái đường gạt lương lẻo xí gạt ăn bừa như cái đám nụ dân vũ củi. Giờ anh hết pin rồi, cho mình 5 phút mình lấy sợi dây mình sạc pin, đợi xíu nha. Cái đám công an cái đám ở trên cái bộ chính trị nó ngồi trên cao á, nó dạy cho cái người trẻ này bây giờ á càng gọi là bạo lực hơn nữa, bạo lực hơn nữa. Hằng ngày các bạn thấy họ chiêu nạp vô làm cảnh sát cơ động này đủ thứ chuyện hết trơn. Bởi vậy bạn thấy khi mà mình lên Facebook mình nói chuyện đó, mình nói như vậy mình chửi tụi nó cũng vô chửi, mà mình nói đàng hoàng tụi nó cũng nói chuyện giật giờ nữa, nói chuyện quá giật giờ luôn á, thật sự á má nó ăn cức nó ngu quá, bắt đầu chửi vậy đó. Nhiều khi mình không muốn xài, mình không muốn chửi họ, nhưng mà nó thiệt sự con người sống như vậy, sống trong một cái xã hội như vậy, sợ sệt bắt bớ trộm cắp bắt cóc thì bạn nghĩ đi, dân tộc mình đã bị chậm chãi nhồi sọ hết mấy chục năm nay, và ngày hôm nay là cái nguy cơ nó phát sinh ra những cái gì nó che giấu từ lúc mà có Facebook tới giờ, những cái gì mà họ che giấu, họ lấp liếm, họ nhồi sọ, họ bán nước, họ giao kèo với nhau, thì hôm nay Facebook đó đã phanh phui ra hết. Là ngày nay nè, thì hôm nay bắt các bạn nghĩ đó, là nếu dân tộc Việt Nam nói riêng đang bị cộng sản tiếp tục kèm kẹp và kéo lại cái sự tăng trưởng của tự nhiên, thì người Việt Nam mình á, nói riêng sau này á, mình nói riêng á, ở trong nước đó họ sẽ bị cộng sản biến thành một cái lũ quỷ đỏ ăn cướp sống lừa gạt, mất đi cái bản chất con người. Mình đang nói riêng dân tộc Việt Nam, tại vì Henry cũng cảm thấy thẹn luôn đó. Mình cũng cái chữ Việt Nam của mình đó, nhưng mà mình sống ở nơi khác, mình lớn lên ở nơi khác, cái xã hội mình sống là ở nơi khác, cho nên khi mình nhìn thấy người anh em của mình sống ở một cái xã hội cộng sản đó, họ bị lèo lái, họ bị biến thành 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 một cái nhân vật giống như một cái đồ vật để dụng cụ sản xuất, giống như cộng sản sản xuất ra nữa, chứ không phải do một cái lực tự nhiên con người nó ra thành một con người. Mình thấy buồn giùm cho Việt Nam, và mình thấy tự dân tộc mình thấy mình cẩu thẹn,
Và thậm chí mình thấy cái chữ Việt Nam á, cái đám cộng sản nó gán cho cái người dân tộc Việt Nam mình luôn, và mấy cái người mà không có liên quan gì sự việc á, người dân mình á, hèn với giặc, hèn với thằng Tàu, mất uy tín với thằng Tàu, tự nhiên thua một cái đẳng cấp với thằng Tàu một cách vô cớ. Mà đúng đúng ra là cái chất lượng của người Việt Nam mình á hơn người Tàu Khổ rất là nhiều. Tự nhiên, cái đó là mình đang nói sự tự nhiên. Đổ ăn nè ha, con chó súc vật mày đi mày, tao sáng sớm tao hơi tao phí thời gian mày. Khi một cái xã hội mà các bạn biết hôm nay cuối tuần không đi làm bạn, khi xã hội á mà nó không có để được cái sự được tự nhiên như vậy rồi đó, thì tôi nói bạn bảo đảm các bạn chỉ sống nay và các bạn chỉ biết chết mai thôi. Các bạn đừng có nghĩ ngợi gì nhiều, phải để dành dụm tiền nhiều mua nhà mua cửa ở Việt Nam nữa. Tại vì Henry đã thấy nhiều cũng cái người người bước bây giờ người ta cũng tư tưởng người ta mua nhà mua đất người ta để dành người ta làm tài sản. Tôi nói xin lỗi mấy người đó vẫn giữ bo bo những cái miếng đất người ta mua tài sản, người ta mua nhà mua cửa người ta bo bo vào làm cái tòa cái tài sản ở Việt Nam vậy đó. Cái đó là chuyện cá nhân của mỗi người. Nhưng mà Henry nói thẳng, cả những tài sản và những người họ đang có tiền, họ làm ăn được thời đó, họ mua những cái miếng đất để dành làm của cải cho con cái đó, xin lỗi, nó không có tồn tại. Vĩnh viễn bạn có nay và bạn sẽ mất mai. Tại thực chất ra cái của cải của mấy thằng quan tham đó, nó biết trước khi nó đãi ở Việt Nam đó, là một ngày nào đó, một là thanh trừng nội bộ vô cũng hốt sạch nó hết, hai là thằng Tàu Cộng vô nó cũng dứt sạch hết, cho nên nó đẩy ra nước ngoài. Và bây giờ là cơn sốt, họ đang đi tìm những người làm mai mối bảo lãnh giả để đưa con cháu họ ra nước ngoài. Bây giờ nè, họ biết Việt Nam không có gỡ được, chỉ còn mấy người dân ở trong nước làm ăn được, mua được một hai miếng đất mua để dành đó, tưởng làm củng cố cho con cháu sau này, cho tài sản sau này. Nhưng không đâu, bạn ở trên đó, cái nước của bạn đó giấy tờ nó không có rõ ràng, cái thằng trọng lú nó bán dần bán mòn đó, thì đó, tài sản của bạn sau này sẽ bị đánh tư sản một lần nữa, chẳng khác gì tư sản cái thời sau 75. Những người làm ăn đương thời được ở Việt Nam Cộng Hòa khi mà chiến tranh đến và tụi nó cướp vô đó, họ bị đánh tư sản đó, bạn cũng chẳng khác gì đâu. Cộng sản nó chẳng thương yêu gì bạn đâu. Cộng sản nó không phải là một thằng quân tử, nó là một thằng hèn. Nó đánh ở tâm lý đó, là nó khôn nhà nó dạy chợ, bạn hiểu không? Bởi vậy người dân trong nước mình á, một á là bị hăm he tù đày, một là bị hăm he chế tài, phải không? Cho nên người dân trong nước mình muốn không đụng đến pháp luật, muốn không không đụng đến quyền thế. Bởi vậy hàng ngày quyền thế nó phát sinh ra nhiều hơn, cái quyền thế nó còn nhiều hơn cái dân thường nữa. Thì cần nghĩ nó phải sống bằng cái quyền thế đó để nó tồn tại trong cái đất nước của nó. Cái quyền thế đó đó tương lai á nó sẽ lại cho nó cướp sạch hết tài sản của bạn. Tại những cái người mà sống quyền thế đó thì họ chỉ biết tiền, như con mẹ bộ trưởng y tế vậy đó, sống quyền sống thế đó, bán thuốc giả cho người ta uống đó. Mày chết mẹ mày, tao không quan tâm, con tao sống bên Mỹ rồi, an toàn rồi, tao không có lo. Đó, quyền thế là vậy đó. Thì mấy người mấy bạn Việt Nam cũng vậy, cứ mua nhà mua cửa nên nên là giữ miếng đất này miếng đất nọ tài sản để cho con cháu mình đi. Nhưng không, ngay thập niên này là định mệnh Việt Nam của mình, một là khu tự trị đặc quyền, nhưng mà không được chữ đặc quyền kinh tế nha. Hai các bạn phải phân biệt một cái à, để Henry chưa có giải thích đặc quyền kinh tế và đặc quyền nô lệ nó khác á.
Hai cái chữ nó khác nhau đó, bởi vậy mấy người nè, mấy cái thằng công an ngụ mà mấy cái cảnh sát cơ động tụi bay á, mở cái màn ra đi mà nghe tao nói chuyện nè. Tụi bay tưởng tụi bay làm vậy, Việt Nam làm gì mà có kinh tế để mà đặc quyền? Suy nghĩ cái câu đó chính xác đi. Bây giờ mình nói qua cái đường đó tiếp nha. Hôm nay mình không có chửi nó. Cái thằng Hồng Kông á, để cho thằng Anh đô hộ á, cái thời xưa á, xài chữ đô hộ và thuộc địa, giống như thằng Út này à, tôi ở nè, cũng là thuộc địa của anh nè, mấy trăm năm đi, mấy chục năm mình quên rồi. Khi cái người Anh đó là cũng là cái người Hồng Kông, cũng là người Tàu, cũng là người châu Á, cũng khác khác người Việt mình, họ hấp thụ được cái nền tự do dân chủ của người Anh, đúng không? Họ học hành, họ giáo dục, họ có xe hơi, thì họ phát triển thành cái phần cái đảo Hồng Kông có tiếng có tâm trên Đông Nam Á, cũng chẳng thua gì Singapore. Đã trung tâm đó hồi xưa là nổi tiếng mua bán đồ điện tử, giao dịch đồ điện tử, cho nên nó họ khi mà họ mua bán được, họ mới làm trái phiếu được, họ mới có cổ phần quốc tế, họ mới có cái stock market của quốc tế. Bên Hồng Kông thì đồng tiền họ cao, đồng tiền Hồng Kông riêng mà. Tới ngày trao trả cho thằng Trung Quốc, tại đất đó thuộc về Trung Quốc, cho nên thằng Trung Quốc nó là cái thể chế cộng sản, nó mới thấy là nếu mà nó áp dụng cái pháp luật cộng sản vô cái thằng Hồng Kông đó, dân Hồng Kông nó hấp thụ cái nền tự do lâu ngày rồi, thì chắc chắn nó sẽ bị biến loạn, kinh tế nó bị ảnh hưởng, thì cái nguồn thất thu của thằng Trung Quốc nó sẽ bị ảnh hưởng. Nó là thằng cộng sản mà tại sao nó vẫn thả lỏng cho thằng Hồng Kông đặc quyền kinh tế tự do phát triển, mà lâu lâu nó cũng có xào xáo trong cái chuyện cộng sản, nhưng người dân nó vẫn được hấp thụ, vẫn được cái chữ đặc quyền kinh tế đó, là Hồng Kông nó dẫn tới ngày hôm nay. Nhưng nó bị sa sút và mất uy tín nhiều ở trên thế giới rồi, không bằng hồi xưa nữa. Thậm chí cả những cái người mà đấu tranh dân chủ như các em trẻ 20 tuổi rồi, các bạn thấy trong cái họ biểu tình đó, họ biểu tình mạnh mẽ như vậy đó, họ biểu tình một cách khác biệt người Việt Nam mình đó. Họ biểu tình cái những cái quảng trường mà kinh tế, họ cả tuần lễ luôn, công an cô lập không quýnh đập gì nhiều, tại vì tất cả các báo chí thế giới họ dồn vô cái quảng trường đó, cho nên thằng Trung Quốc nó không dám ra tay mạnh tay như vậy, nó không khốn nạn như công an mình như vậy. Bởi vậy mình so sánh cái chữ đặc quyền kinh tế là vậy. Thằng Trung Quốc nó hên khi người Anh rút rồi, họ đã tạo cho một cái đảo Hồng Kông cũng chẳng khác gì Hòn Ngọc Viễn Đông cả, cho nên thằng này mới để cái quyền ưu cho đó là đặc quyền kinh tế. Còn Việt Nam mình từ lúc cái chục năm nay nó qua nó xâm lấn, nó muốn đánh kinh tế cho người dân mình sập, để người dân mình đói đi, khổ đi, phải sống lệ thuộc vào cái thằng chủ đó, cái thằng tài phiệt đó. Tao cho mày không làm ăn được, tao cho mày ăn đồ ăn độc, tao bỏ những con vi khuẩn, những con để phá hoại mùa màng, những con ốc bươu vàng, những con rầy nâu, những cái thuốc độc, những cái thuốc hóa chất phá hoại cái nền kinh tế mày, phá đi cái môi trường mày. Nó biết cái điều đó là nó làm để nó phá đi cái mảnh đất đó, để cho mất đi cái quyền lợi của cái mảnh đất đó, là người dân Việt Nam mình sống ở đó. Làm sao mà nó cưng như trứng mà nó hứng như hoa, giống như khu đặc quyền kinh tế gì Hồng Kông được. Nó chỉ là một nơi nơi xả thải, nó chỉ là một cái gọi là một cái bô rác, giống như nó miếng miếng mướn miếng đất, nó xây lên những công trình mà ô nhiễm, thế giới không chấp nhận. Nó đi khắp nơi rồi và thế giới không chấp nhận những cái nhà máy đó, nó mới đẩy vô Việt Nam. Cho nên bác bạn đừng nghĩ nó sẽ tạo Việt Nam thành đặc quyền kinh tế được, không. Đó là cái điểm đó, những cái thằng cảnh sát cơ động tụi bay phải vén cái màn ra. Nếu tao hỏi tụi bay nè, tao hỏi một câu, bây giờ tao bỏ cái chữ tao nói tiếng Việt Nam, anh em với nhau nói chuyện tiếng Việt với nhau, bỏ sự thù ghét qua bên đi,
ngồi nghe tao hỏi. Nếu thằng nào á ẩn danh núp mặt lên đây nói chuyện với tao cũng được, tao nói chuyện với tụi bay luôn. Tụi bay lớn lên, tụi bay có lương lẹo, tụi bay cũng có lương bổng, tụi bay sống thì thằng nào sống một cái cách khác nhau, không có ai giống ai cả. Mày sống bằng cái nghề mày, tao sống bằng nghề tao. Bây giờ tao bỏ chuyện đó, sau này mày sẽ làm cha mẹ, mày ăn ở với vợ con mày, mày cũng phải muốn tạo dựng cái sự nghiệp. Không có giàu sang gì, nhưng mà cũng có cuộc sống, cũng có sự nghiệp. Một, mày dạy con mày đó, tao nói con trai riêng mày á, tụi bay đó, một là nó là bác sĩ kỹ sư ha, bác sĩ thì lớn la tao nói kỹ sư gì đó, để nó được học thức, để nó được kiến thức, nó là một người tốt, nó trường tồn, nó tiếp tục, nó có vợ có con, nó sanh sôi, nó nảy nở và thế hệ này truyền thế hệ khác, phải không? Hai, nó lớn lên trong một cái xã hội bạo lực đó, và nó tiếp tục, nó cầm dùi cui roi điện giống như tụi bay đó, đủ đạn cay đó, đi ra ngoài trấn áp thiên hạ. Cái nghề đó không có vang vinh gì cả, cái nghề đó rất là dễ, cái nghề đó đâu có tốn thời gian đâu, cái nghề tụi bay đang làm đó nó đâu có tốn thời gian, thiệt sự dễ chết bà luôn, dễ còn hơn mấy anh em đi làm sống bằng nghề giang hồ. Giang hồ làm, một ở tù, hai là bị chúng chém, phải không? Đau chứ, chảy máu. Còn nghề tụi bay ra quýnh người ta đâu có ai bắt mày đâu, rồi mày quýnh người ta mày sợ người ta quýnh lại, mày bận áo giáp vô, mày đeo đủ má nón bảo hiểm vô, mày bận khẩu trang vô nữa, và chưa nói là người ta chống trả mày, mày lợ đủ má như nguyên bầy đàn, đủ má chó điên lại bắt người ta giục lên xe, giục gì bỏ vô tù đó. Nghề tụi bay dễ chích bà nội luôn, phải không? Tụi bay kiếm ăn dễ lắm, nhưng mà quan trọng là thế hệ sau kế tụi bay. Tụi bay muốn nó là cái gì? Tụi bay muốn nó là kỹ sư bác sĩ không? Tụi bay nó muốn muốn nó là ngồi trong văn phòng, ngồi nó làm việc với nhau bận quần áo nó chỉnh tề, đánh máy computer không lãnh lương không? Mà khoan, nói chuyện lường gạt nha, đủ má lường gạt không ai đủ mới chấp nhận đâu à. Ở bên đây lường gạt ở tù chết mẹ nó, bỏ sự lường gạt qua bên đi, sống bình thường á. Thì chắc chắn tụi bay phải muốn con cái tụi bay đủ má phải thăng tiến xã hội rồi, phải kỹ sư bác sĩ rồi, làm sao tiếp tục bọn má cầm dùi cui đi quýnh người ta nữa, là tại vì tụi bay không có biết. Tụi bay liệu tụi bay đã hơi kỷ 21 rồi, không thể nào dùng bạo lực được. Có thể chế tài, vì pháp quyền mày chế tài là mày bắt người ta, mày còng người ta giữ lại nếu mà người ta phẫn nộ người ta lên, nhưng không thể nào đủ mày lập một cái đảng hùng hồ cầm chống bạo động, chống khủng bố, chống IS. Mà tao thấy khủng bố đâu, tao đâu thấy khủng bố. Bộ người dân, tất cả người dân nghèo ở Việt Nam, những bà già bà cụ 70 80 tuổi là khủng bố sao? Nếu mày nói vậy thì vô lý quá. Người dân người ta đụng mà buông gánh bắn bưng làm gì khủng bố? Khủng bố là chỉ ở cái Hồi giáo, khủng bố là có tập đoàn. Nếu mà đã có khủng bố rồi là những trụ sở công an mày nó đã nổ tung hết trơn rồi, họ đặt bom họ nổ cho nổ hết rồi. Thì chữ Việt Nam không có khủng khủng bố chưa. Cho nên những trang bị của mày, những hành động của mày là do thằng Tàu Khựa nó làm, nó khủng bố đó, để chống khủng bố chứ không phải chống độ ghê. Còn người dân người ta nổi lên là biểu tình, là tại vì người ta phẫn nộ, thì ngược lại tụi bay, kiếp tụi bay và cái thế hệ tụi bay bây giờ đang sống bằng cái dùi cui đó là không còn học thức nữa rồi. Bao nhiêu cái thế hệ Việt Nam, cha truyền con nối thập niên 80 90 đã sanh ra những cái đứa như vậy là tụi bay đó. Đấy, đời tụi bay là cầm dùi cui đi quýnh người ta là nó coi như nó bẻ ngược mẹ tương lai rồi. Bây giờ đời con mày ra đi học lại từ đầu sao, học cái gì? Bây giờ tao nói mày nghe, những cái người mày cầm dùi cui đó, mày quýnh người ta đó, trong những cái người đó đó là có cô giáo nè, có kỹ sư nè, có những nhà sử gia nè,
Có hết, xã hội mà. Những người đó đó, nếu mày họ để sống họ thoải mái, họ tự nhiên, thì họ là những người nhân vật để dạy cho con cái mày thành người đó. Dạy cho con mày ăn học đó. Dạy cho con mày biết chữ, biết nghĩa, biết nghề, biết nghiệp. Chứ không phải ông mày dạy con mày cầm dùi cui tiếp tục thế hệ mày đi quýnh người ta nữa. Tao nói tụi bay nghe luôn đó. Sau những cái cuộc mà mày đàn áp về đó, mày có mẹ mày, mày có ba mày, mày có vợ con mày, tới ngày rằm ngày giỗ hay độ mấy ngày gì đó, họ có đi chùa không, họ có đi nhà thờ không? Phải chứ, tôn giáo ai cũng có cả. Vậy họ vô chùa làm gì, họ vô sinh Phật làm gì, họ vô nhà thờ làm gì, họ ăn năn họ sám hối làm gì vậy? Thì mày biết hành động mày đó, mày biết mày xin cầu hòa cầu an lành, cha mẹ mày xin cầu lành cầu hòa cầu an lành cầu phước lộc về cho gia đình, là có mày ở trong đó, có con mày trong đó là cái phước cái lộc cái an lành, mà mày đem đi cái chứng áp, cái bóc lột, cái chứng áp, cái hà khắc đi ra giao cho thiên hạ, thì mày đóng đò đức giả, mày kêu cha mẹ mày vô chùa làm gì, vô nhà thờ làm gì, mày kêu con mày vô trường học làm gì, mày do con cho con mày vô trường học làm cái gì? Tao hỏi mày nghe, không lẽ trường học ông mẹ trường học Việt Nam nó dạy cầm dùi cui sao? Bây giờ nó đang nhiễm văn hóa Tàu Cộng thiệt, nhưng nó cũng phải dạy chữ ABC, dạy quýnh máy computer, dạy chữ nghĩa, dạy làm sao biết đọc được cuốn sách, chứ đâu phải dạy cầm dùi cui đâu. Thì nghĩa là tụi bay đủ, mà cái đời tụi bay là súc vật rồi đó, bận bộ đồ đó, nhìn thấy ngầu lắm. Nhưng mà đứng lại soi gương đi, cái bộ đồ đó thể hiện cho một cái hành động công việc gì mới quan trọng, chứ không phải cầm bộ đồ đó đù mẹ cái chữ đù mẹ cảnh sát cơ động ở ngoài đường buổi tối đầy chứ, đù mẹ ai nhìn mình cũng sợ hết nha, đù mẹ mình ngon lắm. Nói không, không đâu, cái chữ hùng hổ đó nó chẳng thể hiện cái gì cả. Con người ta sống bây giờ á không phải bằng cái sự hùng hổ đó, hiểu không? Bây giờ ta sống bằng nụ má đảo nhiều, chất xám nhiều lắm, con người nó hao mòn chất xám dữ lắm. Bởi vì hàng ngày mình lên Facebook mình nói chuyện, có những cái thằng vô nói chuyện như vậy, mình nói bằng cái sự thiệt, tại vì mình đang sống ở đây mình bằng cái sự thiệt các bạn biết, mình nói cho nghe. Bây giờ hỏi các bạn, mình hỏi nè, bây giờ tôi hỏi mấy thằng cảnh sát cơ động tụi bay luôn á, mấy cái thằng cán bộ, mấy cái thằng công an nó dạy cho tụi bay á, ra đường đập người ta để có lương mà sống, nhiệm vụ mà, và chức nữa, và hàm chức đồ quy chương rồi nó, mình khoan nói vụ đó đó. Đúng. Tại sao á những thằng con cán bộ á nó ra chỉ thị mà xuống hà khắc người dân ở Việt Nam á, chống tài người dân Việt Nam đó, nó không chỉ con cái nó đi ra nước ngoài sống theo cái kiểu tụi bay đi, những thằng con cháu cha qua nước ngoài này nè, ăn ở học bên đây, xin tị nạn bên đây nè, di trú bên đây nè, tại sao nó không sống bằng nghề dùi cui đi, phải không? Tại sao nó không sống bằng nghề bạo lực đi, nó sống bằng nghề thượng đổi hạ đạp đi, hay là nó sống bằng nghề bú liếm lát, bú đít với nhau, cấp trên với nhau đi, tại sao nó vẫn sống bình thường? Nó cũng như tụi tao à, đi làm rồi nó cũng có những cái vật chất như tụi tao, nó cũng có xe, nó cũng có nhà cửa, nó cũng có, nhưng nó không sống nghề như tụi bay. Mà trong khi đó cha mẹ nó dạy cho tụi bay, chỉ cho tụi bay ra chỉ thị tụi bay đi đánh đập người dân, cái đó là chỉ thị cấp trên, phải không? Chứ đâu phải tự nhiên tụi bay muốn làm. Tụi bay làm cái đó vì cái lương của tụi bay tao biết, nhưng chỉ thị cấp trên kêu tụi bay làm nhiệm vụ đó. Tại sao nó không kêu con cháu ruột nó ra nước ngoài làm sống cái hành động đó đi? Tại sao vậy? Ở trong nước nó đụng má nó làm nguyên một cái khối bự lắm, không ai cản được luôn, một cái thế lực rất là lớn luôn, không có thế lực nào dập tắt nổi cái thế lực đó, là công an, an ninh đồ đó. Tại sao ngoài nước không có, mà ngoài nước không có con cháu tụi bay? Tại là con cháu tụi nó không à, phải không? Tại sao vậy? Tại sao mày không đặt cái chữ dấu hỏi tại sao?
là tại vì ta nói cho mày nghe luôn, cái bạo lực, cái súc vật bạo lực đó, cái hèn hạ đó, thượng đội hạ đạp, khôn nhà dạy chợ, hèn với giặc, ác với dân, chỉ có nơi Việt Nam, do cái thằng cộng sản bây giờ nó đang còn lèo lái, nó biết cái hành động súc vật đó, ở nước ngoài đó không ai chấp nhận, chẳng làm được gì nhau cả, mày hiểu không? Và những cái hành động bạo lực đó, không có đánh đổi được gì cả, ở nước ngoài này không có thông dụng, không có chứng minh được thế lực quyền lực gì cả, bên nước ngoài này không có quyền lực, mày hiểu không? Bởi vậy con cháu mày tương lai là lãnh hết đó, mày quýnh nhiều, mày bắt bớ nhiều vô, thì nhân tài Việt Nam họ sẽ bị tống tù hết, không còn trí thức nữa, trí thức không dám lên tiếng nữa, trí thức không có trong cơ hội trong trường học để dạy cho con cái của mày thành một con người, thì ở ngoài tàn lắm, lâu la, bạo lực, thì họ sẽ dạy con mày đi ăn cướp, ăn thịt đồng loại đó. Mày nghĩ lẽ thế kỷ 21 này còn đụng cái vụ ăn thịt đồng loại với nhau sao? Có, tụi bay đang ăn thịt đồng loại với nhau đó, tụi bay đánh đập với nhau, tụi bay bỏ tù nhau, thì là ăn thịt đồng loại rồi. Tụi bay tước đi nhân quyền, quyền cuộc sống của người ta, tụi bay đi bưng bô, tụi bay đi ủng hộ những cái thứ giết người, những cái chất độc, những cái nhà máy ô nhiễm, tụi bay ăn thịt đồng loại rồi. Cái hành động đó là như vậy đó, chứ đâu phải mày nghĩ đơn giản. Tụi nó đâu có dạy tụi bay, ủa ăn thịt đồng loại làm sao, không lẽ cầm dao cắt cổ ủng mẹ mổ và bỏ miếng thịt, không phải là đơn giản như vậy được. Đâu phải thờ mọi rợ mà phải xẻ thịt với nhau rồi ăn với nhau, phải vậy. Cái đó là cũng cái chữ đông ăn thịt đồng loại đúng không? Cái đó là dành cho súc vật, còn mình là con người. Mà mày tụi bay ăn thịt đồng loại kiểu khác, mày tước đi mạng sống người ta, mày tước đi cuộc sống người ta, người ta cũng có cuộc sống, người ta cũng có kiến thức, người ta cũng có vợ có con, người ta cũng có cuộc sống, tụi bay cũng có cuộc sống, mà mày tước đi cái cuộc sống người ta, mày phá rối đi tương lai người ta, mày phá rối đi sự nghiệp người ta, lấy gì người ta sống? Để bỏ tù người ta. Mày khi mày bỏ tù là mày coi người ta là súc vật rồi đó, không còn là con người nữa. Con người đã vô tù rồi, ta không phải còn là một con người nữa, bị một cái gì đó điều khiển rồi, chế tài rồi, thì nghĩa là mày tước đi mẹ nó ăn thịt nhân loại người ta rồi, phải không? Như tao ngồi bên đây nè, tao ở một cái quốc gia này, cái quốc gia này đâu có nợ nần gì dân tộc Việt Nam đâu, nó đâu có nợ nần với tao đâu, phải không? Tao cũng chẳng phá rối gì nó cả, nó cũng chẳng hà khách gì tao cả, nó chung bình đẳng đi, phải không? Tao vẫn sống nhân dân ngoài đây nè, nó đâu có bắt bớ gì tao đâu, nó đâu có hà khắc gì tao đâu. Tao cũng có cuộc sống tao, tao cũng có tương lai, tao có sự nghiệp tao. Vậy là nó không ăn thịt đồng loại nó. Cho dù tao khác dân tộc, nhưng mà tao vẫn là con người. Và cái thằng lèo lái quốc gia này nè, nó cũng là con người vậy. Nó đưa pháp luật ra đó, nó là con người. Nó ăn học xong, nó đưa cái pháp luật đó để sống trong cái xã hội đó, nó là con người, nó mới bị tạo ra pháp luật. Tại sao nó không nhốt tù tao? Tại sao nó không chế tài tao? Tại vì tao là nhân loại, và nó cũng là nhân loại. Và nhân loại không nên hà khắc lẫn nhau, nhân loại không nên ăn thịt lẫn nhau ở chỗ đó đó. Mình tôn trọng, mình để cái sự sống cho người ta, thì vĩnh viễn mình cũng có cuộc sống vậy. Mình cũng cần sự sống, mày cũng cần cái sự sống của mày, để mày trường tồn, mày sinh, mày nuôi con cái mày. Người ta cũng có cuộc sống vậy. Lẽ đủ mày sống trong một cái xã hội đó, nó dạy mày tước đi mạng sống người ta, tước đi cuộc sống người ta, để cho tụi bay dễ dàng tụi bay thăng tiến trong xã hội, hay dễ dàng tụi bay tính toán, tụi bay làm những cái chuyện gì đó để cho những cái người mà lên tiếng nói, những cái người mà chống đối mày là cái vật cản xã hội mày, mày phải tước đi, mày phải nhốt tù hết, hay mày giờ dùng thủ đoạn mày giết sạch hay gì đó.
thằng lẽ suốt ngày cuộc sống mày cứ triệt để hết, hết trên cái hành tinh này, cả phải giết người, phải là triệt để, phải là hà khắc, phải là chế tài. Không lẽ hành tinh nó xảy ra những cái sự đó hết sao? Phải không? Thì là những cái gì mà tụi bay đang làm đó, con cái của tụi bay đó, trong tương lai đó, đường đi đó, nó mờ mịt lắm, chưa chắc có tiền đi ra nước ngoài đâu con. Tôi nói cho bay nghe một câu, cái đời mày á, mày làm những cái thứ súc vật đó, tương lai Việt Nam kiến thức, những nhà trí thức họ sẽ bị tống tù hết, và họ chết ở trong tù. Thì ngoài xã hội còn cái đám lâu la không, những cái đám đụ má ăn cướp không, ăn cướp mà đéo chính nghĩa nữa, cướp giang hồ tao đéo nói, cướp đủ chính trị, cái dạng cướp chính trị là cướp bây giờ, còn cướp giang hồ khác, giật dọc khác tao không nói. Thứ đó, đó nó dạy cho con mày để coi, rồi những lúc đủ mẹ ông già bà già mày, vợ con mày đi vô chùa vô chiền vô nhà thờ xin lỗi xin tội sám hối gì đó, đủ mày họ thấy nhục rồi. Đạo đức giả lẫn chôn xứ đó chưa, chất độc á nó hoành hành đó. Mày không lên tiếng, người dân Việt Nam người ta lên tiếng chất độc á. Ung thư á, con mày ra sinh ra không có lành lặn đâu, độ má nhiều khi không có lỗ đích để ẻ nữa, nhiều khi không có cu để đái nữa, khổ lắm. Tại vì mày là đậu má có phần mày bưng bô, mày đậu che giấu, mày bảo vệ cái xấu đó để cho cái chất độc nó tràn lan ngay cái Việt Nam. Vợ con mày ăn uống vô, nó có thai nghén, nó sinh ra đứa con không có hoàn hảo đâu. Tụi bay chóng mắt, tụi bay coi đi. Thậm chí cả những thằng nói tao ở trên đây nói xàm đó, tụi bay coi đi, chất độc nó càng nhiều, xác xích ung thư nó càng cao. Con mày sanh ra đủ má đéo có vẹn toàn đâu, nhiều khi có con mắt à, nhiều khi đéo có đít ỉa nữa, chống mắt mà coi. Tao thấy như vậy dân tộc tao bị vậy tao đau lắm, tao không muốn cười trên dân tộc tao đâu, nhưng mà tao nói cho nghe, đủ má tụi tao ở đây á, tụi tao thấy hết những thằng tàu cộng rồi đó. Nó ra đường nó đéo dám nói tao tiếng nào đâu. Người dân Việt Nam tao mà bị tụi nó ăn hiếp, đừng nói tàu cộng, tao lỡ tao đụng tao can thiệp liền đó. Nếu mà người đó mà sai á, thì tao nói thôi anh bỏ đi, anh sai, còn có cảnh sát đến tao đi, tại chuyện đó chuyện của cảnh sát. Tụi tao bảo vệ dân tộc tao rồi, phải đám thực vật cho bay đụ má trong nước là chuyện đó đâu. Tao nói ở đây tao đéo có sợ đâu, ta đã nói được cả năm nay ngoài đường rồi xá rồi, mà đéo có sợ thì không sợ lắm chừng nào cả, mày biết rồi đó. Đậu mẹ đừng nói chuyện bắt cái cây vô cui bận mấy đậu, ta tưởng mình anh không có đâu con, sống ở trong lòng nè con. Đậu anh một ngày đó giặt ngoại quan, giặt ngoại quan nó đến rồi đó, mà chơi nó tới luôn, mày phải biết thằng nào giặt, thằng nào là dân, biết lý lẽ chứ, thằng nào nó đang giết dần giết mòn con cái mày biết chứ, tao đâu có giết con cái mày đâu. Hôm nay tao mở nguyên cái nhà máy đủ mày chất độc hóa học ở Việt Nam đi, mày thù tao đúng, thằng tao cổng mà, tao nói vậy thôi á. Cuối tuần rồi đó tao đi chơi, tao muốn chửi đó. Giờ tao đi chơi tao hưởng thụ, tao ăn uống nè, tao ở xứ này tao cho mày thấy nè, đủ với tao đâu cần vừa cua gì đâu, tao sợ công an gì đâu, cho mày thấy nè, vui không nè, coi nè.